Ngoài tác dụng làm trong nước, dung dịch phèn chua còn có khả năng làm sạch gỉ sét trên inox, đúng không ạ? Và giải thích. Rồi, ok. Dung dịch phèn chua sẽ có công thức nền tảng chuẩn là gì? K, Al, SO4 tất cả hai lần. Đây là công thức nền tảng của dung dịch phèn chua. Khi các bạn ghi dưới dạng công thức phân tử, đúng không ạ? Thì Al, SO4 tất cả hai lần này là viết tắt, là viết công thức gộp của một công thức gồm có muối K2O4 này và Al2O4 ba lần, và kèm với đó là các phân tử nước đính vào trong một công thức của phèn chua. Rồi, thì khi các bạn hòa thằng này vào trong nước ấy, thì lúc này nó đồng thời nó sẽ lập tức phân ly thành các ion, đúng không? Các ion đấy. Thì Al lúc này á sẽ đóng vai trò là một Al sẽ bị thủy phân, đúng không? Thì lúc này á thằng Al2O4 ba lần, đúng không? Thôi tôi viết phương trình thủy phân chúng ta dễ nhìn ha. Thì chúng ta sẽ ghi như thế này: Al mở ngoặc SO4 tất cả hai lần. Thì lúc này nó sẽ phân ly thành các ion ra K cộng này, Al3 cộng này. Khi bạn hòa vào trong nước đấy thành SO4 hai trừ này. Đúng chưa? Và cân bằng. Đấy, còn thấy không? Cân bằng về mặt điện tích bằng và các nguyên tử nguyên tố cũng bằng luôn. Rồi sau đó thằng Al3 cộng này á mình đã học rồi, Al3 cộng sẽ đồng thời tương tác với H2O. Đấy, và nó bị thủy phân theo một cái cân bằng hai chiều, đúng không ạ? Nó sẽ thủy phân ra AlOH tất cả 3 và đồng thời tạo cho dung dịch có môi trường H cộng là môi trường axit. Đúng không ạ? Rồi sau đó các bạn cân bằng thôi, 3H cộng. Đúng chưa? 3H cộng 6 đúng không? Nên là 3 lên nữa. 3O. Bộ rồi, dung dịch cân bằng và cân bằng về mặt điện tích luôn. Nó tạo cho môi trường với dung dịch cái phèn chua khi hòa vào trong nước ấy, nó tạo ra môi trường axit, đúng không? Mà inox ấy, các bạn biết thành phần của inox gỉ sét ấy, chúng ta gọi là gỉ sét. Thì inox gỉ sét thành phần chính của nó là các công thức oxide của sắt. Tức là ví dụ đơn cử như thằng Fe2O3 chẳng hạn. Thì lúc này các bạn thấy là công thức gỉ sét chính là Fe2O3, thành phần chính là Fe2O3. Thì đây chính là gỉ sét trên inox đây. Tức là chính là gỉ sét của chúng ta này. Gỉ sét Fe2O3 mà tương tác với H cộng, các bạn thấy không? Cộng sinh ra từ phèn chua, thấy không? Thì lúc này á nó sẽ bị tương tác với nhau, hai này sẽ tương tác với nhau tạo ra một chất mới gọi là muối sắt 3 Fe3 cộng và tương tác với H2O, right? Thì lúc này các bạn cân bằng thôi, chưa? 2 2 3 6, đúng không? Thì cân bằng là 6H cộng. Này số 3 lên, 3O, rồi tất cả cân bằng. Đây chính là môi trường axit được tạo ra bởi phèn chua. Đó lý do tại sao mà dung dịch phèn chua còn khả năng làm sạch gỉ sét trên inox. Sao phấn gỉ sét lớp E2O3 nó không còn bám trên cái bề mặt của sắt thép nữa, đúng không ạ? Của cái phần sợi của cái phần inox nữa, thì lúc này á nó biến thành muối tan. Fe3 cộng là muối tan, và cái muối tan này nó sẽ hòa tan vào trong nước và các bạn đổ nước đi. Các bạn bỏ cái nước đó, các bạn dùng cái đồ trà hay như nào đó các bạn đổ nước nó đi. Thì lúc này Fe3 cộng nó trôi theo nước đi luôn. Còn cái phần inox nó sẽ sạch bóng như lúc đầu. Right. Rồi ok, vậy thôi. Còn cái gì không rõ chúng ta có thể bình luận ha. Lý do tại sao mình dùng phèn chua để làm sạch lớp gỉ sét trên inox. Ngoài tác dụng, ngoài công dụng của nó là làm cho cái làm trong nước. Thì trong nước được giải thích ở những câu trước rồi. Ok, có gì không rõ chúng ta có thể bình luận ha.